Chào các bạn, hôm nay Thảo sẽ hướng dẫn kỹ thuật và cách thực hiện tư thế con quạ và chỉ ra một vài lỗi sai để các bạn thực hiện. Có một số bạn thì thực hiện tư thế này một phát được luôn, nhưng mà có những người họ tập cả năm trời họ không biết tại sao họ không lên được. Thì hôm nay Thảo sẽ thực hiện trước và có học viên của mình sẽ tập để mình xem các bạn lên như thế nào và sai ở đâu, mình sẽ chỉnh ở đó nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn này, cách Thảo lên này. Khi vào tư thế con quạ thì chúng ta sẽ ngồi xổm. Ngồi xổm ở tư thế thoải mái, lưng chúng ta thẳng này. Hai cánh tay của chúng ta sẽ kẹp vào cái đùi trong của đầu gối chúng ta. Các ngón tay xòe nhẹ, đặt xuống thảm. Hai bàn tay chúng ta sẽ mở rộng bằng vai. Ở đây chúng ta sẽ nhấc mông lên. Hai cùi chỏ chúng ta sẽ hơi gập lại một chút. Gập để làm sao cái cùi chỏ chúng ta hướng vào đầu gối của mình nhé. Đừng có khoanh ra ngoài này. Bạn không xoay đầu cùi chỏ ra ngoài, không xoay vào trong. Hướng thẳng vào đầu gối của chúng ta luôn. Xòe nhẹ các ngón tay, bấu chặt cái cườm tay này. Các chân ngón tay và các đầu ngón tay chúng ta sẽ đặt xuống thảm giống như chân chim ý. Bạn hãy để ý cái chân gà chân chim nhé. Co nhẹ khuỷu tay lại, đi bộ hai chân về một chút. Kiễng 10 đầu ngón chân, gác đầu gối chúng ta lên cánh tay về phía sát nách của chúng ta. Khi bạn gác lên đây và đổ người về trước một chút, khoảng 5-10 cm. Chú ý cái mặt của chúng ta này, cái mắt của chúng ta sẽ nhìn xuống như thế này luôn. Bạn không cúi như thế này và cũng không ngửa cổ lên. Chúng ta nhìn mắt xuống một điểm. Cái điểm này sẽ tạo thành một tam giác đều giữa hai tay của chúng ta nhé. Hai tay và điểm mắt nhìn xuống sẽ thành một tam giác đều. Rồi khi bạn gác chân lên này, đổ người về trước khoảng 10 cm, mắt nhìn xuống. Rồi nâng từng chân lên, bạn thấy cái lực đè lên cườm tay của chúng ta rất là nhiều và các ngón tay bấu xuống. Vuốt mũi chân lên, từng chân một. Rồi vuốt mũi chân còn lại lên. Bạn giữ ở đây. Khi bạn giữ được đây, lần đầu tiên chúng ta lên được khoảng 2-3 giây gì đấy thôi. Rồi bạn hạ chân xuống. Khi chúng ta xuống thì chúng ta xoay cổ tay để thư giãn cho cổ tay. Đấy là cách Thảo đã thực hiện đúng nhá. Bây giờ học viên của Thảo sẽ thực hiện để chúng ta xem bạn ấy có lên được không và sai ở đâu thì chúng ta sửa đó. Rồi mời bạn ấy thực hiện tư thế này. Chúng ta sẽ nhìn nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ ngồi xổm xuống. Rồi kẹp, xòe nhẹ các ngón tay. Xòe nhẹ các ngón tay. Rồi co khuỷu tay lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi bộ về một chút. Co nhẹ thôi, không co nhiều quá. Rồi gác đầu gối lên. Đúng rồi, mắt nâng mặt lên. Đổ lao người về trước một chút. Đúng rồi. Vuốt mũi chân lên thì nó sẽ nhẹ. Vuốt đúng từng chân lên. Đúng rồi. Như vậy là chính xác rồi nhá. Thì nếu bạn ấy đã thực hiện được vì bạn ấy đã làm đúng thì bạn ấy mới thực hiện được. Các bạn chỉ chú ý những điểm như vậy thôi. Chúng ta chỉ nhìn chú ý từng điểm một. Khuỷu tay, quan trọng nhất là khuỷu tay. Có một số bạn như thế này, chúng ta cũng ngồi xổm nhưng mà khuỷu tay của các bạn hướng ra ngoài thì chúng ta lực của chúng ta rung tay rất là nhiều. Và thứ hai là cùi chỏ chúng ta cũng xoay vào trong thì cũng chúng ta phải đưa nó về thẳng. Khi chúng ta lên thì chúng ta phải đưa nó co nhẹ lại và nó gập ra sau cái đầu gối chúng ta luôn. Và chú ý quan trọng nữa là cái mặt của chúng ta sẽ nhìn một điểm để tạo thành một tam giác đều giữa hai bàn tay. Bạn đừng có ngóc đầu dậy và cũng không có nhìn vào chân. Vuốt từng chân lên thì cái lực của chúng ta rất là nhẹ. Khi bạn vuốt mũi chân lên này, cái lực của chúng ta rất là nhẹ luôn. Đây, vuốt từng chân lên một, mắt nhìn xuống đẩy vai lên. Và cái vai chúng ta đừng có sập xuống nhé, bạn phải đẩy cái vai cao lên, bạn nhìn cái vai của mình này. Đây, đừng có sụp, đừng có rụt vai lại này. Vươn dài cổ ra, đẩy vai lên. Rồi lên từng chân một. Đây. Ngày đầu tiên chúng ta chỉ lên khoảng 2-3 giây thôi. Dần dần chúng ta sẽ nâng được lâu hơn. Buổi tập bài tập kỹ thuật thực hiện con quạ chúng ta kết thúc tại đây. Rất may là bạn đấy đã thực hiện được chính xác từng động tác một thì chúng ta lên rất là nhẹ nhàng ngay từ lần đầu tiên luôn. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện được tư thế này trong lần đầu tiên. Nếu thấy video này bổ ích thì các bạn nhớ chia sẻ cho những bạn khác cùng tập nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ bấm nút like để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt các bạn.